mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight chim sẻ nhắng. Như vậy bên mình xem Panmin Katha quân xấu hơn rồi, quân kia đẹp quá. Nhờ bài đấu được cầm Katharian tới người nhu chim sẻ trận đấu này. Rồi làm vòng bizo thôi, bài cầm Katharian. Thế này thì đơn giản là do ấy anh em ạ. Do là kết nối mạng ở quán này đang gặp vấn đề nên là khi mà vào game thì nó lại cứ giật mà phát livestream quảng cáo thì nó lại không giật. Đấy. Thế cũng nghỉ rồi anh Timmy đây. Đây bài cầm Seng thì ông người cầm màu 6 rapper Xuân Thứ. Bài cầm Seng. Chúng ta có máy của game thủ Khương Khóc với một bài đấu được cầm Phan. Một đơn vị chém tuyển ở trong trận đấu này. Xem Vitamin thì anh em thể theo dõi trên kênh TikTok Vitamin No 1 nha các bạn ơi. Hôm nay thì bên phía Vitamin phát sóng trên kênh TikTok Vitamin No 1 anh em ạ. Và đây là máy của game thủ Mạnh Hà, bài cầm Minoan. Thềm đầu vào thì nó mượt, nhưng mà lát nữa khi mà có quân và bắt đầu giao tranh ấy, nó giật giật. Đấy Nguyên Khánh với 10 sao gửi tặng game thủ chia sẻ nhá. Đã, anh mua nước tẩy trắng thì anh có thể truy cập theo đường link em đã ghi phần bình luận anh Nguyên Khánh ơi. Vâng, em vẫn bình luận Facebook anh em ạ. Đây bài yêu được đưa về đây cho game thủ Mạnh Hà. Một game thủ trẻ bài yêu đầu 3 voi rồi, ít nhất là 3 voi. Đây cho Minh Hoàng này chém đầu cánh thôi. Anh Tếu thì anh nghỉ thi đấu chuyên nghiệp rồi, anh thỉnh thoảng mới tham gia giải đấu thôi anh em ạ. Vừa rồi thì anh Tếu có đánh League 3 đấy ạ. Tránh nghiêm lê nhá. Con này ta đánh giá là xấu rồi bạn rồi. Rồi thêm bài yêu nữa đến từ Mạnh Hà. Bài yêu đầu 3 voi yêu phụ. Đây cơ bản là đủ đồ. Có Minh Hoàng chỉnh lại dân cái nào. Ok 4 voi luôn. Bài rất là đẹp rồi. Ôi 6 voi cơ à. Rồi theo dõi ông này chém như nào nhé các bạn. Để xem câu voi chết con dân nào không. Đây cho voi đưa về. Chạy nước tẩy trắng đây thì có giá là 59k rồi. Vâng, năm số 2 đến từ anh nào vừa quét mã QR đây. Anh trai có tên là Quân. Cảm ơn anh Quân rất nhiều ạ. Năm số 2 luôn. Vâng, trước khi đến với những cuộc giao tranh trận đấu này, xin giới thiệu anh em về sản phẩm Deliver, thấu hiểu và đồng hành cùng bạn trong cuộc sống hiện đại. Buổi tối ngày hôm nay đang muốn giới thiệu anh em sản phẩm Deliver, nước tẩy trắng Deliver với công nghệ điện phân mới, giải pháp cho những em là tín đồ của màu trắng, đánh bay hô mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vết máu, an toàn, hiệu quả, lại không hại ra tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn. Đặc biệt là khi anh em dùng những chai nước tẩy khác thì nó hay có mùi da ven, nhưng mà riêng các sản phẩm đến từ nhà đi chợ Deliver chúng tôi thì không hề có mùi luôn và không hề hại ra tay nữa. Đây là rất tuyệt vời cho anh em. Anh em thể chụp ngay theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Với giá chỉ có đó chính là 59k cho một chai nước tẩy trắng thôi. Hải chào anh Kỳ Bé Bé đây. Cảm ơn anh Bé Bé với từ V9 nữa. Thank you bạn. À 6789 nữa đây rồi. Mic này mà anh em vẫn bao bé à? Ba con voi được đưa về đây rồi. Bài đánh 25 dân. Dành cho tín đồ màu trắng rồi anh em. Chào anh 2,5 triệu nhá. Có xin toàn quốc anh Hoàng Minh Toàn. Xin toàn quốc thoải mái ạ. Rồi ta cùng xem Mạnh Hà thi đấu như thế nào nhá. Rồi đưa voi về. Đây con voi thứ 5 dành cho bài đấu này. Bài 6 voi. Chào anh Tuấn IP nhá. Rồi, voi quay đầu vẫn sẽ gất thôi. BB đi thôi, nhưng chờ gì nữa. Đây là BB nhé, bài đấu này. Dẫn trước 2-1 rồi anh em ạ. Gần 5 chiến thắng nữa để kết thúc anh em Vitamin Plus trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Cố lên các cụ ơi. Một chai nước tẩy trắng có giá là 59k thôi anh em ạ. Rồi, đây là BL này. BM đây. Khá kín đáo rồi. Kích thôi. Và 10-08 với bài đấu này 25 dân. Nước tẩy trắng thì có giá là 59k thôi anh em nhá. Trước khi đến với trận đấu này thì anh em đã được xem qua cái video trải nghiệm sản phẩm Deliver đấy. Tránh Lâm Chảnh ạ. Sẽ đã dùng cái sản phẩm đấy từ nhà chợ Deliver mà rất tuyệt vời anh em ạ. Cực kỳ hiệu quả luôn. Trắng như gì luôn. Và như vậy gặp Seng luôn của người cầm áo 298 rồi. Bò rất nhanh như Mạnh Hà trong tình huống này. Chắc là phải đứng cho thủ thôi, gặp game Seng rồi.
mất một dân đến từ Mạnh Hà. Bài 6 voi nhưng gặp Ken Seng lên sớm quá. Vâng, đã phải giữ dân đến từ game thủ Mạnh Hà khi mà Riminu 98 là người lên đời sớm ở trận đấu này. Đây là máy game thủ đầu khóc, đang đối đầu người cầm màu 3, màu 4. 3 là game thủ Doku, người cầm IA, màu 4 là Egypt của nó 1 anh em ạ. Khóc đang có bo nhỏ vài ban với anh. Rồi, cho tôi nghe rồi, ok. Tạm thời kiếm được bỏ gỗ đây rồi. Đây là sẻ đang xúc vào nhà của người cầm màu 4. Màu 4 đóng A nhưng mà lại có tân dân ăn vàng anh em ạ. Đóng A thì lại ăn vàng nên nó một dị thế. 2L tên thủ chia sẻ bài cầm Kata dâng L. Đối đầu với nâu 1, người cầm màu 4. Đóng A đào vàng thủ phù anh em ạ. Không thủ phù à? Cũng như vậy, có cung T này, không thủ phù này. Và thêm một quả nữa thì bài đấu này. Màu 4 có một chiếc nhà P đây rồi. Sẽ đã muốn bỏ qua để vào bên trong luôn. Nhưng lại quay trở lại chém phù đầu của nó 1. Đây màu 3 đây. Jeremy Doku. À vậy em kìm thế. Cung thủ phù vậy em ấy rồi. Ấy rồi. Và màu 3 rồi màu quả nữa này. Phù này. Rồi chém phù đầu nó 1 rồi. Một tiếng phù đen đánh cho đại đế nó 1. Màu 3 vừa đóng BP xong thì lại lủng cả màu gỗ luôn. Sẽ đi vào. Đây có tê ôm và bỏ vàng đội bạn nữa luôn. Chân chơi người chơi. Lấy đâu ra vàng xong phù nữa thì ở nhà sẽ mất bỏ gỗ mình. Cho tí gỗ màu 5 nào. Đã xin gỗ thì thủ chia sẻ ít quá chưa đủ nhá. Vẫn xin tiếp. Lủng tới chém đấy. Rồi lủng cả bỏ vàng, lủng cả màu 3 đây rồi. Đi màu 4 và quản màu 3 tới thủ chia sẻ luôn. Bố lên chém 4 ở trong tình huống này. Bây giờ có thêm thủ nữa đây rồi. Đang vừa bốc con lạc đà. Và nó 1 AME là quá rát ở trận đấu này anh em ạ. Mình ấy đã gãy rồi, thì phải là mất 2 thủ thì nó 1 rồi. Nó 1 còn mỗi bài gỗ này thôi. Đang chờ gỗ đấy từ những nông dân của cái thủ chiếm trả năng nhưng mà chưa đủ anh em ơi. Đây là máy của game thủ Mạnh Hà. Mạnh Hà đang thêm xuân thứ bên tay phải bạn ơi, bên tay phải. Đấy, đi lên trên dốc. Bắn luôn này. Đây, màu 2. Ở nhà đang bị màu 1 bắn vào màu vàng. Xuân thứ bên này tham lai đợi số là 60. Với bài được cầm xe của mình. Gỗ 2. Chỉ tám đang kẹp ở sâu trong góc 9 giờ nên khá là lực anh em ạ. Vài cầm xe đến 98 và thử đang có khi vào kẹp rồi. Vâng, tham lai là 60 trận bài đấu này. Của Xuân Tứ đang kết hợp cùng với Mạnh Hà để công nhà người cầm 2 Minu 98 và đang yêu cầu Mạnh Hà đảo đi anh em ạ. Đánh đảo một tuần nhá, Hải Quân Viên không em đưa các anh trời kia thì lúc này sở trường của em rồi thì như kia thì quá ngọt. Vâng, cảm ơn anh Minh thì đây. Vâng, anh Minh Như với tư vị trí đã đối với thủ chiếm trận thắng nhá, thank you anh. Anh em xem màn máy của cái game bên phía Vitamin thì các bạn có thể theo dõi trên cái TikTok Vitamin No 1 nha các bạn ơi. Sẻ bên này tham lai 26 với bài đấu đi dâng lở mình rồi. Có 2 giờ 9 giờ nhà sẽ đang bị 3 chơi lại nữa đôi cù. Đây có 2 đây. Xem vào nhà các bạn chưa. Luôn túc trực ở đây rồi. Rogan.
đây cho con cung đời của Rapper Xuân Thứ. Tránh Quang Hà nha, tránh em. Đi mò 298 tơn nào. 5 ma đến Xuân Thứ rồi. Tầm này Mỹ chắc cũng đã go 2, go 2 giáp 2 rồi. Xem để đến trồi tắt đi và bắn Xuân Thứ nhanh. Nhà tiếp theo. Bên này có Tha sẽ tham lai vẫn đang số là hay. Khóc cầm pha pan tham lai gần 5 sinh cơ. Khỏe lắm rồi, nó 1-0 cửa dậy với Khóc ở trong trận đấu này rồi. Vâng, tham lai là số là 4 nick dành cho game thủ của Khóc và quyết định đốt P của game thủ nó 1 luôn. Khóc đã rất khỏe trận đấu này nha các bạn ơi. Các anh lực tì yếu với tư vị trí đang đốt đấy game thủ chim sẻ nắng nha. Em sẽ tham lai 20 nhìn thấy nhau 1-1 rồi, truy mệnh người cầm AC nữa cơ. Xuân Thứ đã bắt đầu vào 1-1 đây rồi. Cả hai sang cứu luôn, Thứ không kịp chạy tên này rồi. Quá đông quân kia các bạn. Và thêm một khoai rụn nữa đến từ bài đấu này. Đây là Khóc. Vâng, vào luôn này. Và các bạn thông tin bảo vệ là đang dẫn quân vào trong nhưng lạc đà Pamrian chém 4 nó bắt đầu lao vào áp sát rồi. Tập trung ăn quân đó lại ơi. Một lủng nhá, ăn quân đi, xem quân ở đâu hết rồi. Tách ra chém đi, toàn chém 4 rồi. Bay luôn, đi cái ruộng. Nghe hay quá, tinh tế quá rồi. Ở nhà Vitam Y nhá. Và không được Vitam Y ở trong này. Chém thủ đi. Và chú ý quân đi công rồi em ơi. Đấy, ngồi hốc này, nó rơi quân về kìa. Quan trọng. Chém chết một luôn rồi này. Thứ bên này tham lai 125 rồi. Ôm nốt con xem màu 2 của 98 cái đã nào. Ok ok bạn ơi. Ôm chết thằng 2 đây. Cái kia ông 1 không cứu rồi. Ui. Hai đồng thế. Giáp 4 rồi. Đầu máu rồi. Hà tập trung đảo là được. 200 nữa được Xuân Thứ nữa rồi anh em ạ. Thứ khỏe nhờ. Thông tin bảo vệ 1-1 lại sang cứu. Trên dốc kìa. Trên dốc kìa. Bắt đầu dưới dốc đi. Đấy, đâu đây ơi. Và có cái sự có mặt Mạnh Hà đấy nhưng mà 1 lại sang cứu rồi. Anh em có quân vào 1-1 không? Và bắt đầu tăng L đến từ Rapper. Chim sẻ bên này tham lai 18 rồi, cũng đã gọi là bán kiệt rồi. Và đây là đáy của Mạnh Hà. Bắt đầu ăn dân bên trong đây rồi. Vin lạc đà cháy máy luôn anh em ạ. Và thang còn 10 rồi. Rồi xem Thứ ôm nốt bài này lên 4 cái vậy. Và 1-1 đã đi công nhà của Rapper Xuân Thứ anh em ạ. Lên 4 xong rồi. Và Mark cũng lờ ra kê cho bị làm tân đạp đôi. Chưa.
Bắn đi. Xe bị bốn. Đập rồi rồi. Rồi, quyết rồi và tỷ số sẽ là 3-1 dành cho game của chúng ta cho buổi tối ngày hôm nay, được chưa anh em? 3-1 trong kiểu đấu này và chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5 ngay sau đây thôi. 4 trận nữa nào, cố lên.